quý vị, chúng ta vừa rồi đã được thưởng thức hai tiết mục của câu lạc bộ dân ca ca trù Huyện Diễn Châu qua phần thể hiện của những nghệ sĩ đã giành được những giải A trong liên hoan ca trù toàn quốc tại Hà Tĩnh năm 2018. Và tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị chúng ta cùng lắng đọng trong tổ khúc dân ca Hành Hương Về Quê Bác với phần biểu diễn của Kim Liên. Và kính thưa quý vị, rất vinh dự trong buổi giao lưu các câu lạc bộ ca trù Huyện Diễn Châu năm 2019 hôm nay, chúng ta cùng nhiệt liệt chào đón sự có mặt của ông Nguyễn Nhã Sơn, trưởng phòng văn hóa thông tin Huyện Diễn Châu. Quý vị đến với tiết mục chèo văn với phần thể hiện của ca nương Kim Phùng, kép đàn Đình Phúc, trống chầu Tài Khoản.